Còn chắc ở đây buồn lắm. Không ấy đi theo anh, hãy thoát khỏi cái lồng tre phong kiến cổ hủ đang đóng nhốt tâm hồn nghệ sĩ bay bổng của em. Không có được đâu, em không có dám. Tía sẽ sai người bắt hai đứa mình đó. Lê Hằng à, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của tụi mình. Anh yêu em mà. Hai ơi, khát rồi nè. Hai ơi. Hả? Khát rồi kìa, nhanh lên. Khát cái gì? Trời, khát cái gì hả? Khát nồi cơm chứ khát gì. Ai, thiệt tình. Hả? Đâu có khát đâu. Khát đâu mà khát. Nhìn nè, khát đâu. Suốt ngày ăn no rồi chọc hai đứng tim không à. Ai kêu hai nấu cơm không lo nấu cơm, lo ngồi đọc tiểu thuyết làm chi. Bị tía la hoài mà không sợ hả? Nè, bữa nào khát thiệt nha, tí đánh đòn thì đừng có khóc. Nè, kinh nghiệm nấu cơm của hai mười mấy năm trời, làm sao mà khát được hả? Còn lâu mới khát. À, mà bây giờ thích mét tía hay là thích uống nước cơm? À, không nói hai cũng biết mà. Nhưng mà cho dù hai á không có đưa nước cơm cho em cũng không có mát tía, em lúc nào cũng minh hai hết á. Nè, không có nhờ em hả là mấy quyển tiểu thuyết của hai bị đốt hết rồi đó. Thì bởi vậy á, bữa nào hai cũng chắc nước cơm cho Út hết nè. Cảm ơn hai nha. Mà nè, em hỏi thiệt nha, mấy cái quyển tiểu thuyết đó có gì hay mà ngày nào hai cũng đọc hết vậy? Đọc đi đọc lại bộ mới chán hả? Mấy cuốn này hả? Ừ. Nó viết về chuyện tình yêu hay lắm á. Tại Út còn nhỏ, hôm thôi là hai cho Út mượn rồi. Có khi Út đọc xong Út còn ghiền hơn hai nữa đó. Sao? Mai mốt lớn hả? Em không thèm đọc mấy này đâu. Thôi, không nói chuyện với hai nữa, em đi chơi đây. Ủa? Sắp tới giờ cơm còn đi đâu nữa? Em đi ra nghe đấy của cô Tèo với cô Tí, nó lựa tôm á, em xin về nhà mấy con để làm mồi câu. Em đi ấy nha. Ừ. Nhớ về sớm, coi chừng sông suối. Hai đợi cơm á nha chưa? Em biết rồi, lo nấu cơm đi nha, khác là tía la đó. Tứ ơi, làm sao mà tía có mấy cuốn sách này vậy? Em đâu biết đâu, chỉ có tía mới biết thôi. Chết rồi, bây giờ làm sao đây? Con không được đọc loại sách ô muội này, nó sẽ làm con hư hỏng. Tớ cũng dạ, lấy cho tía cái mồi lửa lẹ lên. Tía ơi, con xin tía mà, tía đừng có đốt mà tía ơi. Này, sách này không phải của con. Tía đâu hết, làm sao mà con trả cho người ta chứ? Người ta nào? Dạ, dạ anh Tiến Thành cho con mượn. Ảnh về con phải đem đi trả. Tía ơi, tía dặn tụi con là phải biết quý trọng văn chữ, chỉ cố kỵ nhất là đốt sách, dù là sách gì cũng không nên mà tía. Ủa chắc là con mượn không hả? Tại sao hồi nãy con nói là của Trần Thành mua? Anh Thành có nói là cho con luôn, nhưng mà con nói với ảnh là con đọc xong con trả lại. Thiệt không? Dạ thiệt. Được rồi, nếu đã mượn thì phải trả cho người ta, đó là đạo lý. Tớ đi lấy cho tía cái giỏ, lẹ lên. Đi. Dạ. Còn con nữa, con phải hứa với tía là từ này sắp tới không được đọc loại sách gì nữa, nghe chưa? Còn Trần Thành, tía sẽ gặp nó nói chuyện với nó sao? Đưa đi, bỏ vô. Đánh ra. Con mời má dùng trà. Được rồi con, để đó má. Em mời mình. Cảm ơn em. Dạ thưa má. Cái gì con? Đây là danh sách khách mời.
con đã đánh dấu các quan chức có lòng hảo tâm lâu nay. Má coi lại giùm con. Thôi khỏi đi con. Mấy cái chuyện này hai vợ chồng con tự quyết được rồi. Má khỏi coi qua. Dạ má. Dạ. Nó ơi! Ba ơi! Ủa, má ơi! Có chuyện gì vậy cả? Nó ơi! Ba ơi! Má ơi! Có chuyện gì vậy con? Hiền! Ba dạy con sao chứ? Dạ, ba dạy con á là con gái chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là vô duyên. Giỏi. Vậy sao còn chạy? Dạ tại... Tại gì chứ? Tại con vui quá nên con quên. Con xin lỗi nội. Con xin lỗi ba. Con xin lỗi má. Thôi con, đừng có la cháu nội má tội nghiệp. Nè, con nói cho nội nghe coi, có chuyện gì mà con vui dữ vậy? Dạ. Dạ có con. Ủa, hai về đó hả? Dạ, thưa nội, thưa ba, thưa má. Dạ, cô thưa bà. Cô thưa hai bác. Cậu này là... Dạ, đây là Nguyễn Phùng, bạn học của con. Ở Sài Thành mới về đó ba. Công tử Sài Thành đó. Đẹp. Công nhận nhà bà nội của mày á, giống như là một bức tranh vẽ vậy đó. Đảm bảo á, còn nhiều thứ mày chưa thấy bao giờ. Ủa vậy hả? Là thứ gì vậy? Thì mày tự khám phá đi. Được, hay đó. Tao sẽ tự khám phá. Vậy giờ mày cứ đi khám phá đi. Vậy đi ha. Tôi đi à. Nhanh đi hai, làm gì đi chậm quá vậy? Em còn có hẹn với mấy đứa bạn đi bắn chim nữa nè. Muốn nhanh thì phải phụ sắp với hai chứ. Đàn ông con trai gì mà để chị mình gánh nặng, còn mình thì đi mình ên vậy á. Em đang thử sức của hai. Tía nói mai mốt á là sau này hai có chồng này nha, đầu gánh chồng nè ha, đầu gánh con nè. Lúc đó hai chị không có nổi đâu, cho nên bây giờ em phải tập cho hai. Hai còn nhỏ cho nên là tía không có gả hai sớm vậy đâu. Nhưng mà từ lúc bị tía tịch thu rồi niêm phong sách, với lại không có cho đọc sách, không có sách đọc hay buồn quá à. Buồn thì không ta. Đúng á, là hai bị tịch thu mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng mà hai còn giữ lại mấy cuốn tiểu thuyết để lén đọc, đúng không? Lần trước nha, tía phát hiện chỉ là bị tịch thu tiểu thuyết thôi. Lần này tía mà phát hiện 10 cái chỗ lông gà nha hai. Ê, dám đồ ẻo hai hả? Nè, tía chưa quýnh hai trước, là em bị hai quýnh trước rồi nghe chưa? Lờ, đánh được không? Nè, đánh đi. Lờ, hụt rồi. Xe ta ra đi, cắm né nha. Mẹ, đánh lại được hả? Em đi rồi tính. Đánh lại chưa? Đánh lại. Đánh lại. Hai, 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 hai. Em ơi. Hai ơi. Em gái có sao không vậy? Có sao không hai? Em đứng lên. Hai sao vậy hai? Nè. Hai, đứng dậy. Đau chân quá à. Coi bộ em bị trật chân rồi đó. Thôi, lên lưng anh cổng cho. Thôi, kỳ lắm, để tự tôi đi được rồi. Để anh cổng cho mà. Đó, hai. Thấy chưa, anh nói mà không chịu nghe. Nhanh, leo lên anh cổng cho. Mà nè, anh ở Sài Gòn về hả? Anh mới về quê chơi lần đầu. Không biết có phải đây là duyên trời hay không nữa. Duyên trời? Trong tiểu thuyết mấy nhân vật nam với nữ chính hay gặp nhau tình cờ như vậy lắm. Hai, thôi bây giờ hai ở đây với anh này nha. Em chạy về nhà nói tiếng cái. Ở đây nha. Đi nhanh nha. Ta có chuyện này muốn nói với trò. Dạ. Đây là những cuốn sách mà Lễ Hằng nó mượn của trò. Ta mang trả lại cho trò. Ta biết trò học ở Sài Thành, tiếp nhận văn hóa Tây Âu. Ta không phải cổ hủ hay bài xích gì cả. Nhưng Lễ Hằng nó còn nhỏ quá, nó chưa đủ nhận thức. Con khoan hãy cho em nó đọc những loại sách này. Nó quá mới mẻ và sẽ làm cho nó mơ mộng. Con có hiểu ý ta không? Dạ, trước khi gửi cho Lệ Hằng đọc những cuốn sách này thì con cũng đã đọc qua hết rồi. Con thấy đây cũng chỉ là những cuốn sách tình cảm bình thường thôi. Có điều nó hơi lãng mạn một chút. Nhưng mà dù sao con cũng xin lỗi thầy. Sau này con sẽ cẩn thận hơn để chọn sách cho Hằng đọc.
Trò là một trong những trò mà ta rất là hãnh diện, và cũng là người duy nhất mà ta đồng ý cho con Lệ Hằng kết bạn. Thì ta muốn nó học được những tính tốt, những mẫu mực của trò. Trò đừng làm cho ta thất vọng. Tía ơi tía. Dạ. Tía ơi. Tía tía. À, dạ thưa anh Thành mới tới. Tía tía. Chị hai. Chị hai con sao? Chị hai bị té trượt giò. Ôi mà kia kìa tía. Cái gì? Té trượt giò hả? Dạ. Không có gì, nó chỉ bị trật gân thôi. Chịu khó đau một chút con nghe. Được rồi, xong rồi đó. Em ráng lên. Để ông coi rồi bốc thuốc cho con. Để ông đắp thuốc ở đây. Công nhận em giỏi thiệt ha. Đau giùm em không la tiếng nào hết trơn á. Tôi xin lỗi đã làm phiền tới anh. Trời, thì anh cũng đụng em trước mà, anh phải xin lỗi em mới đúng chứ. Chắc là cậu không phải là người xứ này. Dạ. Tôi công nhận cậu khỏe thiệt á. Cõng con nhỏ băng qua hai đầm sen sâu như vậy mà không thấy mệt. Ông đã sửa khớp lại rồi đó. Ông cho con chai rượu thuốc này về xoa bóp ngày 3 lần. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Em gái nhớ lời thầy dặn nghe. Cảm ơn anh. Ủa mà nhà em ở đâu? Để anh cõng em về. Hằng, chưa có sao không? Em có đau không? Bị sao vậy? Em không sao đâu. Ủa, sao mày? Thì mày kêu tao đi khám phá, tao khám phá ra được. À, em đụng vô ảnh. Ủa, hai anh biết nhau hả? À, đây là bạn học anh ở Sài Gòn, người anh hay kể cho em nghe đó. À, thì ra đây là nàng. À mà không, làm gái đúng không? Em gái mà thích đọc tiểu thuyết tình cảm. Em đẹp hơn anh tưởng nhiều đó nghe. Em mà đẹp gì chứ? Anh nói thiệt đó, em còn đẹp hơn mấy cô gái Sài Thành mà anh quen nữa đó. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Hằng, em thấy sao rồi? Dạ cũng đỡ rồi anh. Mày á, để tao nói hết đã. Tao phải công nhận mày có mắt chọn bạn gái ghê hả? Bạn gái cái gì? Thằng này. Em đi được không? Cẩn thận nha. Ờ, con đi nhẹ nhẹ nha. Dạ, cảm ơn thầy cảm nha. Ơn thầy. Dạ, chào thầy. Về. Dạ. Dạ. Nhớ đi từ từ nha. Dạ, chào thầy. Chào thầy. Dạ thưa thầy, người đụng trúng em Hằng á là Phùng, bạn học của con ở Sài Gòn. Nhưng mùa hè này á, con mời Phùng về quê để cho Phùng biết quê của mình như thế nào. Ta cảm ơn trò đã đưa con Hằng tới chỗ thầy thuốc. Thằng Tứ nó đã kể cho ta nghe hết rồi. Lỗi là ở hai đứa nó. Thiệt, làm ta thật ái nái. Dạ không có sao đâu thầy. Nếu mà con đi đàng hoàng á thì con đã tránh kịp. Với lại con cũng không có trước nhìn sau nữa. Lỗi là lỗi tại con mới đúng chứ. Không thể nói như vậy được. Ta biết trò đã xí xóa xã giao cho lần đầu gặp mặt, nhưng làm người cần phải đề cao đạo lý. Không thể nói không thành có, nói có thành không được. Dạ thầy dạy đúng. Con sẽ ghi nhớ lời thầy. Trên trường bạn Thành lúc nào cũng nhắc tới thầy và em Hằng. Hôm nay con được diện kiến thầy, con thấy thầy nói đúng. Ta quý trò Thành ở đây á, là dù trò nhỏ tuổi nhưng mà trò rất hiểu đạo lý, xử sự luôn đúng mực, trọng lễ nghĩa, phép tắc trước sau. Thôi hai trò ngồi xuống đi, đợi sắp nhỏ nó pha trà xong đem ra rồi thầy trò mình cùng uống. Dạ. Dạ, ngồi đi. Dạ con mời tía. Ừ. Em mời anh. Em mời anh Thành. Em ráng chịu đau chút nghe. Mà không biết đi hướng này có đúng không ta? Dạ đúng rồi anh.
Hay là anh thả em xuống đi. Em ráng đi được mà. Anh cõng em vậy người trong làng thấy kỳ lắm. Trời ơi sao vậy được? Anh làm em đau mà, anh phải cõng em chứ. Bây giờ em ôm anh chặt hơn nghe. Anh đi nhanh hơn đó. Ảnh giống y hệt những gì trong tiểu thuyết viết. Một người con trai tư tưởng tiến bộ, lãng mạn. Chuyện tình nào trong tiểu thuyết cũng hay và có hậu hết. Không biết mình có gặp được người nào giống như nhân vật trong tiểu thuyết không nữa. Tôi trở về đây thăm người em gái lúc tôi còn học sinh. Ngày đó bên nhau có biết bao buồn vui, giờ này tôi vẫn nhớ dáng người xưa ấy với tà áo trắng thướt tha sân trường kia, làn tóc mây bay khiến trái tim người say. Chứ về sao chợt thấy nhớ thương nào ùa về đây. Khi xưa yêu em giấu trong tim tôi đâu mơ ước xa xôi. Em đâu biết tình. Ê, mới sáng sớm á, làm náo loạn nhà tao hả mày? Tao đâu có làm gì đâu. Tại ngữ cảnh vườn nhà mày làm cho tao có hứng cho nhạc thôi. Cho tao mượn. Đúng là tao không có khiếu âm nhạc ha. Mày dạy hoài á mà tao cũng không đàn được. Tại mày ghiền ngâm rượu sách thôi. Nhưng mà cũng dễ. Để nghỉ hè này tao sẽ dạy mày lần nữa. Cũng được. Nhưng trước mắt tao muốn nhờ tài năng âm nhạc của mày. Sao? Mày muốn nhờ tao làm gì? Thì mày cũng biết, sắp tới là mừng thọ bà nội. Lòng trong bữa tiệc là bà nội tao sẽ kêu gọi những người hảo tâm để quyên góp tiền để dựng một cái trường học ở Sơn Định. Tao có kể với mày á, đi qua một nơi khác khang trang và rộng rãi hơn. Rồi sao nữa? Tao muốn tổ chức một chương trình văn nghệ để làm quà cho nội, để phục vụ đáp lễ lại cho các mạnh thường quân. Mà nội tao á rất thích coi hát, nên tao sẽ liên lạc mời nghệ sĩ. Hiểu. Vậy thì mày muốn tao giúp gì? Việc lên chương trình á thì tao làm nổi. Sao mày cứ lòng vòng hoài vậy? Muốn nhờ tao có gì mày nói đi. Thì giải hát. Tao muốn mày á tập cho em Hằng hát một bài hát thật ý nghĩa, ca ngợi công đức của cha mẹ, ông bà. Tao thấy em Hằng rất thích hát. Em ấy từng ước mơ sẽ đứng trên sân khấu hát cho nhiều người nghe. Nhưng mà thầy Thanh không muốn cho em Hằng theo nghiệp ca hát. Tao biết tổng tim đen của mày rồi. Mày tính một công lời ba đôi việc chứ gì. Một là giúp em Hằng được hát, hai là muốn lấy giọng hát để chinh phục bà nội, đúng không? Mày đúng là mới nói nửa ý. Mày đã hiểu tao hết trơn. Mà tao cũng không thể hiểu nổi mày ở điểm này. Ở trên Sài Thành có biết bao nhiêu người con gái theo đuổi mày mà mày không thèm để ý. Còn em Hằng thì nhà quê, tuy là dễ thương, hiền lành chút xíu thôi, tính tình thì hơi nhút nhát, khá là khô chán. Vậy mà mày lại thích. Đó là chuyện của tao, mày đừng có tào lao. Bây giờ á, sao, có chịu giúp tao dạy hát cho Hằng không? Được rồi, dạy chứ sao không. Nhưng mà tao vẫn còn một chuyện không hiểu. Sao mày dám giao em Hằng cho tao? Bộ mày không sợ hả? Với tao á, ai á thì tao còn lo, nhưng với Hằng á tao tuyệt đối tin tưởng. Hằng á không phải loại con gái dễ bị hạ gục. Nè, mày có nhớ lần trước tao bị cướp không? Chỉ có mày cố gắng đuổi theo nó lấy lại vali cho tao, lúc đó mình mẩy trầy sức hết trơn à. Từ đó tao chỉ biết mày sẽ là bạn tốt của tao. Dù sao mày sẽ không chơi xấu bạn bè, đúng không? Thôi, được rồi. Tao nói có một câu mà mày nói một tràng vậy đó.
Để em Hằng tôi dạy cho. Ừ. Chứ ăn nhờ ở đậu nhà mày mà không làm gì á, lỡ mai mốt mày đá tao ra đường rồi sao? Ừ. Coi như mày vẫn coi trọng thằng anh mày. Tao tới làm sân khấu ở sảnh lớn, có ý tưởng gì nói cho tao biết đi. Mày mới nói gì? Ai anh hay em hả? Ờ, thì tao với mày cùng tuổi, nhưng mà mày sanh sau tao một tháng. Tao làm anh mày, mày làm em là phải rồi, đúng không? Mày hả mày? Mày là em tao á. Mày em tao á. Mày em tao. Mày em tao á. Tôi đã yêu anh từ muôn kiếp nào, cho dẫu mai sau gặp nhiều bể dâu, biết rằng chẳng được gần nhau, đừng đem cay đắng cho nhau, cho cung đàn lỡ nhịp thương đâu. Tôi đã yêu em tình yêu ban đầu, tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau, mắt buồn thất đà quặng sâu, để thương để nhớ cho nhau, nước mắt nào rơi vào đêm thâu. Thôi xin anh đừng buồn, xin anh đừng buồn, tình chỉ đẹp khi còn dáng dở, đời mất đời vui, mất vui khi đã vẹn câu thề. Anh thật là không ngờ, ngoài việc giỏi chịu đau của em còn hát rất hay nữa. Mỗi lần gặp em đều mang tới cho anh một bất ngờ mới. Giọng của em rất đẹp, bay bổng, mộc mạc như có hồn. Mà sao em chọn hát bài này buồn vậy? Em không biết nữa, em chỉ học lớn mấy bài hát cho vui thôi. Anh khen là em thấy xấu hổ quá. Anh khen thật lòng mà, em hát rất hay, rất có tiềm năng trở thành ca sĩ đó. Anh hỏi thiệt nha, có khi nào em muốn được làm ca sĩ đứng hát trên sân khấu không? Sao em không trả lời anh? Em thích lắm, nhưng mà chuyện đó chỉ xảy ra trong mơ thôi. Ít hôm nữa là ngày mừng thọ bà Hội, Tiến Thành có nhờ anh tìm một món quà đặc sắc để tặng cho bà. Anh nghĩ quay mà không ra cho tới khi gặp được em. Em cũng muốn có một món quà đặc biệt tặng bà, mà em cũng chưa nghĩ ra nữa. Vậy anh và em kết hợp với nhau để làm một tiết mục đặc sắc tới tặng cho bà đi. Ý của anh là Dạ, con xin thầy cho Lê Hằng hát trong tiệc thọ của nội con. Con muốn có một món quà thật ý nghĩa tặng nội. Chẳng phải con đã mời nghệ sĩ về biểu diễn rồi sao? Nhưng nếu chỉ mời nghệ sĩ nổi tiếng về để trả tiền thôi thì không có điểm nhấn. Nội con giống quý em Hằng, coi như là con cháu trong nhà. Khi nghe Hằng hát, chắc chắn bà nội con sẽ rất vui. Ta biết ý tốt của trò, muốn tạo một kỷ niệm đẹp cho Lệ Hằng. Trò còn vì lòng hiếu thảo với bà Hội nữa. Nhưng ta vẫn không đồng ý. Tại sao vậy thầy? Ta cũng đã từng dạy trò câu vớt trăng đáy nước rồi phải không? Dạ rồi. Nhưng mà thưa thầy, ý của câu này là phê phán chúng ta chạy theo những thứ phù phiếm, tốn công mà chẳng được gì. Con đã hiểu ý thầy, nhưng mà con thấy đây chỉ là một buổi tiệc mang tính chất gia đình thôi. Con không khuyến khích em Hằng làm ca sĩ đâu thầy. Thật ra Lệ Hằng nó rất giống mẹ của nó. Nó thừa hưởng tất cả những đức tính của mẹ, nhất là giọng hát. Dạ, chuyện này con có nghe má con nói. Cho nên ta không muốn nó dẫm vào vết xe đổ của mẹ nó ngày xưa. Má, má đừng đi mà má. Cho con đi với má.
bước ra khỏi cánh cửa này, đừng bao giờ về đây nữa. Muốn đổi đời, muốn nổi tiếng, em phải đi theo anh. Anh sẽ che chở và tạo mọi điều kiện cho em thăng hoa với nghề. Khi có danh vọng rồi, em về với con vẫn còn kịp mà. Má đừng bỏ đi mà má. Má lại con đi. Má xin lỗi con. Bây giờ trò hiểu tại sao ta không muốn cho Lệ Hằng đi theo nghề ca hát rồi phải không? Thưa thầy, con suy nghĩ hoài mà không ra. Cho dù đam mê có lớn cỡ nào, làm sao cô có thể bỏ rơi con ruột của mình được thầy? Có nhiều chuyện con không hiểu hết đâu. Chuyện quá khứ ta không muốn nhắc lại. Cũng vì lý do đó thầy không cho em Hằng đọc những cuốn tiểu thuyết đó sao? Dạ, con xin lỗi thầy. Lúc đầu con không biết nguyên nhân. Sau này nhất định con sẽ không tái phạm. Dạ, con chỉ mong thầy... Trò vẫn kiên định muốn ta cho Lệ Hằng hát trong tiệc mừng thọ của bà hội sao? Cha mẹ sinh ra con, nhưng mà thầy luôn là người hiểu con. Con xin thầy mở lòng để nghe con cắt nghĩa. Con cứ nói đi. Em Hằng rất thích ca hát, nhưng mà em Hằng cũng rất hiếu thảo và nghe lời của thầy. Thầy dạy con làm chuyện gì cũng phải hiểu rõ đạo lý trước sao. Nhưng sao thầy không kể cho em ấy nghe chuyện của cô vậy? Để cho mấy đứa nó biết bản thân tụi nó bị mẹ tụi nó bỏ rơi từ nhỏ. Thầy nghĩ chúng nó sẽ đau lòng hơn. Nhưng mà thầy, con thấy cô là cô, Lệ Hằng là Lệ Hằng. Dù giống nhau ra sao á thì họ vẫn là hai người. Hơn nữa lần này con chỉ muốn em Hằng có một kỷ niệm đẹp, chứ con không khuyến khích em ấy làm ca sĩ thầy à. Thầy có nhớ không, hồi nhỏ con nói con thích vẽ, thầy động viên con thích thì con làm, con cảm thấy rất vui. Nhưng bây giờ lớn lên con tự biết khả năng của mình tới đâu, cho nên bây giờ con không phải là họa sĩ. Trò đã biết dùng những lời ta dạy để nói lại ta rồi đó. Dạ con không dám. Nhưng mà nội con thích coi hát lắm, lại xem em Hằng như là con cháu trong nhà. Hằng tới hát con nghĩ là một món quà mừng ý nghĩa tặng cho nội đó thầy à. Thôi thôi thôi, trò đừng nói nữa. Trò mà nói một lúc nữa làm ta động lòng bây giờ. Ý của trò ta đã rõ, để ta về ta suy nghĩ rồi ta sẽ trả lời cho trò sau. Dạ con cảm ơn thầy. Em không thích nói chuyện với anh sao? Dạ không có, em thích nói chuyện với anh lắm. Vậy sao nãy giờ em im lặng hoài vậy? Tại em bận suy nghĩ cho nên chưa nói chuyện với anh được. Em nghĩ gì mà nhìn nghiêm trọng vậy? Em nghĩ tới lời anh nói về món quà đặc biệt tặng cho bà hội trong lễ mừng thọ. Thì ra là chuyện đó hả? Ngoài chuyện này ra em còn nghĩ chuyện khác nữa. Chuyện khác là chuyện gì vậy? Em thấy ngộ là từ nhỏ tới lớn em luôn ước được một lần đứng trên sân khấu hát. Nhưng mà anh Tiến Thành ra em chưa kể với ai hết. Tự nhiên bữa nay gặp anh, em chưa nói, tự nhiên anh đã nghĩ tới chuyện cho em lên sân khấu hát rồi. Em biết sao không? Tại vì anh có một cặp mắt rất là tin tưởng. Không phải chỉ với em mà ở trường cũng vậy. Chỉ cần... anh nghe đó hát một lần, anh có thể biết được người đó có thể lên sân khấu và trở thành ca sĩ. Hả? Vậy theo anh Phùng em có thể hát được hả? Không phải được mà là rất được. Chỉ cần em nghe theo lời của anh, để anh dạy em cách lấy hơi giả chữ, em sẽ hát hay ngay. Không phải chỉ hát trong lễ mừng thọ của bà hội, mà sau này em còn có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Anh Phùng nói thiệt hả? Thiệt. Cho dù có thiệt như anh nói thì Tiến cũng không bao giờ chịu đâu.
ở nhà hát một mình em còn bị cấm, huống chi là lên sân khấu hát cho nhiều người nghe. Em nè, em đừng có lo, em phải tin anh chứ, anh có cách mà. Tứ, vô phụng hai dọn cơm. Ủa hai, hôm nay hai cho ăn gì vậy hai? Hôm nay hả? Hai nấu cá kho với lại canh rau dền. Nữa, lại là mấy món đó nữa. Bộ hai không biết nấu mấy món khác hả? Ừ, giống như là món mắm kho của dì hai hay kho đó. Hai chỉ nấu những món mà tía thích thôi. Em cũng biết tía khó tánh mà. Nêm nếm mặn lạt một chút là tía ít ăn cơm lại liền. Mà tía ít ăn cơm, tía bệnh ai nuôi mình? Món mắm kho dì hai nấu rất ngon, nhưng tía không thích, cho nên là hai không có nấu. Ừ, sao hai biết là tía không thích món mắm kho? Đâu cần ai nói, nhìn là biết liền à. Mỗi lần dì hai qua nhà mình nấu mắm kho là tía nhăn mặt nhăn mày kêu hôi. Tía nể chị em mình lắm, tía mới ăn một miếng đó. Mà dì hai cũng vậy, muốn chọc tức tía, cho nên lâu lâu đem mắm qua nhà mình kho một lần. Hai không biết, mà hai kêu là hai biết. Tía nha, thiệt ra là không có ghét món mắm kho đâu. Ôi, tía giả bộ đó. Thiệt ra tía thích món mắm kho nhất trên đời luôn á. Thiệt. Thiệt không? Chắc là không có đâu. Đây nè, để em kể hai nghe nha. Nhớ hôm bữa dì hai qua nhà mình không? Dì hai kho mắm á, xong rồi tía nhăn, tía không chịu ăn. Cái mình ăn xong á, xong rồi em thấy tía đi xuống dưới bếp lấy ăn á, ăn nhiều luôn á nha. Thiệt hả? Thiệt. Hai á, tối ngày á cứ lo đọc mấy cuốn tiểu thuyết rồi mơ mộng, không có quan tâm gì tới tía đó. Nè, hai á hết thích tiểu thuyết rồi, bây giờ hai thích hát hơn. Mai mốt á, hai sẽ lên sân khấu hát cho em coi em thích không. Thôi đi, nghe đài á tía đã không cho rồi, ở đó mà lên sân khấu hát nằm mơ hả? Nè, hai đứa. Ủa tía, nói cái gì mà sân khấu sân khiết đó hả? Dạ chị hai định Định cái gì? Tại sao nói là tự nhiên đính thinh vậy? Để em nói. Dạ chị hai nói á là mai mốt chị hai sẽ lên sân khấu hát cái tía. Nhưng mà con trả lời giùm tía rồi, con nói là nằm mơ đi. Con xin lỗi tía, con chỉ nói vậy thôi, chứ con biết là tía không bao giờ cho đâu. Con hứa với tía là con không dám nói nữa. Thôi, con mang cái này á vô rỗng trong khạp đi. Nhớ thay nước hai lần mỗi ngày nghe chưa? Qua, wow, cá nhiều dưới tía. Ừ, tía có chút chuyện qua nhà bà hội đồng, xong cái gặp trò Thành, tía đi câu cá giải trí với trò Thành luôn. Không hiểu sao mà câu được nhiều cá vậy á. Thôi con vô nha tía. Ừ, con vô đi. Còn con nữa. Dạ. Vô dọn cơm nước đi, rồi cả nhà cùng ăn cơm luôn. Dạ. Đi đi. Con mời tía ăn cơm. Thôi ăn đi. Mời tía mời hai ăn cơm. Tía à? Hả? Tía qua nhà bà hội đồng chắc là có chuyện hả tía? Bà hội muốn góp tiền sửa lại cái lớp học ngoài sân đình mà tía đang dạy, cho nên tía mới tới nhà bà hội để nghe rõ thành ý của bà, để về báo lại cho các chú ở trong hội hương đình. Vậy tía à, tía có gặp bà má của anh Tiến Thành không? Hai bác khỏe hả tía? Anh chị Ngoan vẫn khỏe. Ủa mà bữa nay con sao vậy? Tía thấy con giống như ở đâu xa mới về vậy hằng. Dạ không có. Con thuận miệng cho nên con hỏi vậy thôi. Dạ, tía ăn gà đi tía. Mai là tía chưa gặp anh Phùng, không thì chết mình rồi. Mà Hằng nè. Dạ. Cái tiệc mừng thọ của bà hội đồng sắp tới á, sẽ tổ chức một đêm văn nghệ với mục đích từ thiện. Tía nghĩ con nên hát một bài để chúc thọ bà hội. Gì? Tía nói là tía cho chị hai lên sân khấu biểu diễn thiệt hả tía? Tía có nói lộn không vậy? Tía con mình á, sống trên đất này á,
cũng nợ người ta nhiều lắm rồi. Mừng thọ bà Hội á, nhà mình đâu có quà cáp gì đáng giá đâu con. Mà tí biết á, bà Hội thích coi hát. Để chị hai con hát tặng bà Hội một bản đàng hoàng thì giống như gia đình mình thể hiện tấm lòng với bà Hội vậy. Đúng rồi đó tía. Hai. Tía à, tía nói thiệt hả tía? Tía nói thiệt đó. Nhưng mà nếu con không muốn thì tía cũng không ép đâu. Thì thôi vậy. Không không không, con muốn, con thích lắm tía. Con sẽ tập thiệt kỹ, hát thiệt hay để tía với bà Hội đồng vui. Nhưng mà tía, đây có phải là ý của anh? Anh... Ừ, ý của trò Thành đó. Chính trò ấy đã đề nghị trực tiếp với tía. Tía cũng suy nghĩ kỹ rồi. Con phải hát thật tốt, thật giỏi nghe chưa? Đừng có làm mất mặt tía đó. Dạ. Thôi ăn đi. Dạ. Vậy là anh Phùng đã nhờ anh Thành xin tía cho mình hát. Anh nói được là làm được. Anh thiệt là tốt với mình mà. Tao thấy mình tận dụng chỗ này để làm sân khấu, không cần phải dàn dựng gì hết. Mày thấy sao? Tao thấy cũng tạm ổn. Nhưng mà vậy liệu có đơn giản quá không? Rồi bàn ghế cho khách nữa. Mày yên tâm đi, bàn ghế khách mời á, tao tận dụng hết bàn ghế ở nhà mình. Nếu thiếu á, đi mượn thêm bàn ghế lớp học của thầy Thanh. Tao muốn không khí đêm nhạc ở đây á, càng gần gũi càng tốt. Tao thấy cũng đơn giản quá, mày làm cũng hơi sành soạn. Liệu nghệ sĩ người ta có chịu về đây không? Mày yên tâm, nghệ sĩ mà nhận lời về đây hát toàn những người có tâm thiện không hả? Còn ban nhạc á, mày lo. Cái gì? Ban nhạc tao lo? Mày nói chơi hả? Tao nói thiệt, mày đàn cho hàng hát là khỏi chê rồi, đúng không? Có gì á, tao muốn thêm ban nhạc cải lương nữa. Tại bà nội tao thích cải lương. Tân nhạc thì có một bài duy nhất của mày với Hằng là đủ rồi. Chỉ có một bài tân nhạc duy nhất? Mày khùng hả? Tao không có khùng đâu. Bà con ở xóm này á, người ta không có thích nhạc tân, người ta thích cải lương thôi. Bà nội tao á hay mời đoàn cải lương về diễn tuồng Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu, bà con coi hoài mày ơi. Nhưng mà... Thôi, nhưng vậy gì nữa, làm như vậy á, mày với Hằng nổi bật hơn. Lát nữa tao có hẹn Hằng qua đây cho mày tập ca nhạc rồi. Nè, ráng nhỏ nhẹ, đừng có làm Hằng sợ như mày. À, biết rồi. Anh thấy chỗ này được rồi. Dạ. Em, mình tập ở đây hả? Dạ, ở đâu cũng được hết. Miễn sao là lúc mình tập hát đừng có nhiều người nghe. Em mắc cỡ lắm. Em cứ yên tâm đi, ở đây không có ai nghe đâu. Em ngồi đi. Mà anh cũng nói trước nha, bình thường á anh dễ tính lắm, mà khi vô tập rồi á anh khó lắm. Em mà không nghe lời anh la được có khóc nghe. Dạ em biết mà, thầy Nghiêm thì trò mới giỏi được. Giỏi, bây giờ mình bắt đầu tập ha. Dạ. Đậu cho anh hai ăn nè, anh hai ăn đi cho nóng. Để đi, lát anh hai ăn. Ủa, anh hai vẽ gì vậy anh hai? Anh vẽ sân khấu cho chương trình văn nghệ sắp tới. Vậy hả? Sân khấu có đẹp không anh? Cho em coi với. Anh hai chưa vẽ xong. Không cho coi thì thôi.
Ê, trả cho anh hai. Nè. Hả? Đâu phải sân khấu đâu, là chị Lê Hằng mà. Trả đây. Lê Hằng đâu mà Lê Hằng. Anh nhảy người khác. Ủa, người khác là ai? Thì mấy cô ca sĩ anh mời về hát văn nghệ sắp tới đó. Em thấy á, không có giống cô ca sĩ nào hết á, chỉ có giống chị Lê Hằng thôi à. Giống đâu mà giống. Trả cho anh đi. Giống thiệt mà. Nè, giống từ cái con mắt nè, giống từ cái miệng nè, nhất là mái tóc dài của chị Hằng nữa. Chỉ đẹp như vậy là sao em không nhận ra được. Mà em thấy chị Lê Hằng đẹp thiệt hả? Em thấy nè, ba má cũng thấy, bà nội cũng thấy nữa. Ở làng mình có ai đẹp hơn chị Hằng đâu. Bà nội, ba má cũng nói vậy hả? Ừ, dạ. Má còn kêu em á là để tóc dài giống chị Hằng vậy nè, cho nó đẹp. Vậy nhà mình á, đâu ai ghét chị Hằng đúng không? Ừ, nhà mình ai cũng thích chị Hằng hết á. Mà anh là người thích chị Hằng nhất đúng không? Con nhỏ này, nhất đâu mà nhất. Thì nhà mình ai cũng thích chị Hằng, anh cũng vậy thôi. Nhiều ít gì chứ. Thôi đi, em biết hai thích nhất mà. Hai nói thiệt đi, rồi em giúp cho. Giúp gì? Giúp hai hả? Ừ, thì em nói ba má cưới chị Hằng cho anh. Phải không? Anh làm gì nhìn em dữ vậy? Không thấy anh hai còn đi học, chị Hằng cũng còn nhỏ. Với lại anh cũng chưa muốn lấy chị Hằng mà. Anh hai nói đó nha, anh không thích cưới chị Hằng, rồi mai mốt người ta cưới mất, anh hai đừng có khóc đó nha. Con nít biết gì mà nói. Chị Hằng thì ở đâu còn đó, mất đâu mà mất. Anh đừng có khi dễ em nha, em biết nhiều lắm đó. Biết gì? Nói anh hai nghe đi. Thì em biết con trai á, khi thích con gái nào á là phải đi chơi với người đó. Trời ơi, ghê quá nha. Thôi thôi, đi về ngủ đi. Nè, ăn chè nhớ đánh răng súc miệng, coi chừng bị súng răng đó. Em nói rồi đó, mai mốt mà có khổ cũng đừng có kêu em. Biết rồi. Ê, gì nữa? Múc chén chè giống vậy, đem qua phòng anh Phùng giùm anh. Dạ. Giọng em cao, Giang. Nhưng mà ở những quận cao, nếu như mà em không biết lấy hơi thì em sẽ bị hụt. Em cứ ráng hát theo kiểu bản năng, thì không bao lâu dây thanh quản của em sẽ bị hư đó. Vậy bây giờ em phải làm sao? Em đừng cứ căng thẳng quá, anh chỉ chọc em thôi. Chỉ cần là em tập lấy hơi và đặt âm đúng á, thì sẽ không sao hết. Bây giờ anh sẽ chỉ cho em cách lấy hơi từ bụng nha. Em hít hơi đi. Em chú ý hít cho thật sâu, rồi em xì hơi ra bằng cổ họng cho thật đều. Em thấy cơ bụng mình căng lên rồi xẹp xuống, như vậy là đúng đó. Xong bài này mình sẽ tập cho em khởi động rồi luyện thanh sau nha. Rồi bây giờ mình tập ha. Rồi em hít vô đi. Em thẳng lưng lên. Đúng rồi,
Hít vô. À, đúng rồi. Bây giờ em thở ra. Tao công nhận mày thông minh thiệt đó. Để giữ bí mật tới phút chót cho bà nội, mày đã nghĩ cách là dời điểm tập từ giường nhà ra đây. Và rõ ràng là ở đây á, thằng tập hiệu quả hơn nhiều. Thằng tiến bộ thấy rõ luôn đó. Nhưng mà tao thấy tập tối cửa này hoài, tao sợ thầy Thanh không ưng bụng. Hay là mày coi tập giữa trưa được không? Đây thằng chỉ đánh tới xế chiều thôi, mà tập vào thời gian này là đúng rồi đó. Mà tao thấy mày lo xa quá. Thầy đã cho em hàng tập với tụi mình rồi, thì có nghĩa là thầy tin tụi mình. Với lại ngày nào tao với mày cũng đưa hàng về mà. Ừ. Nếu thấy mệt mày về trước đi, để tao đưa hàng về cho. Nhớ chờ cơm tao đó nha. Hai hai. Ừ? Hai hai. Ừ. Hai. Hai hai. Bây giờ anh Thành đưa hai về nhà bà hội đồng đi. Đi đi. Ừ. Không là tí cấm tiền luôn đó. Vậy hả? Đúng rồi. Ủa sao lúc đầu hai nói á là hai tập ở nhà bà hội đồng mà sao bây giờ lại ra đây? Tía tới nhà bà hội đồng rồi đó. Bây giờ tía ra đây thấy hai đứa với hai người con trai là chết luôn đó. Bây giờ sao? Hai hai gạt tía phải không? Không có. Không phải. Là ý của anh đó. Anh muốn giữ bí mật với bà nội của anh. Nếu vậy từ nay để anh đưa chị Hằng về cho. Ủa nói vậy mấy bữa trước ai đưa hai về? Hai hai tí kìa tí kìa. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Anh Phùng thêm nhanh lên. Tía à, con nè tía, con đây nè. Con đi đâu đây vậy? Dạ anh Thành ảnh đưa con về. Dạ, tụi con thầy vừa mới tập xong. Vậy hả? Dạ. Thôi sẵn có thầy ở đây, để thầy đưa em nó về luôn ha. Mai mốt đừng có tập trễ quá nha. Con gái đi đêm hôm khuya khoắt không có tốt đâu. Dạ con biết rồi thầy. Ừ thôi đi con. Dạ. Đi về. Em về nha anh. Đi. Thôi anh đi ra. Hên á là tía không có phát hiện đó. Thôi thôi bây giờ hai anh ở đây nha. Em phải đi về chứ nếu không em bị đòn á. Thôi em đi nha. Tứ nè, hai năn nỉ em đừng có mét tía nha. Lúc đầu á tía với em cứ đinh ninh á là hai tập với nhiều người, thì ra là chỉ đi với một người. Tía mà biết được ha là hai khỏi đi luôn, tía cấm luôn đó. Thì bởi vậy hai mới năn nỉ em. Hai rất muốn được hát. Hai thích hát hay là thích tập riêng với anh đó? Bộ hai quên á là tía dặn nam nữ thọ thọ bất tương thân hả? Thì Tứ, đã kêu đi ngủ sớm rồi mà giờ này còn rù rì rủ rỉ gì ở trống vậy? Dạ tụi con ngủ liền tía ơi. Tía ơi, con đang bàn với chị hai là kể từ ngày mai khi mà chị hai đi tập, con sẽ canh giờ chị hai về để đi rước chị hai nha tía. Ừ, chị em tính vậy cũng được đó. Dạ. Em mà không nói vậy á là tối nào á tía cũng đi rước hai, thế nào cũng lộ chuyện cho coi. Hai cảm ơn Út nha. Út dễ thương. Ui da, đau quá. Đã kêu ngủ sớm rồi, không được giỡn nữa. Hai cái đứa này thiệt tình à. Thiên Tứ, về phòng ngủ đi. Hai nè. Con ngủ liền tía ơi. Thôi, em đi ngủ nha. Biểu nè. Dạ. Hả? Trời ơi. Cái gì mà xinh lầy? Hả? Trời ơi, Tứ ơi Tứ, cái mặt em bị sao vậy? Ngồi xuống đây. Hả? Em sao? Cái mặt trời ơi, đầy trụ hết trơn vậy nè. Em làm cái gì vậy? Em đánh lộn.
Em đánh lộn. Đánh với ai? Thì em đánh với thằng heo con của bà Chính đó. Nó nghĩ nó bự con cho nên nó ra đòn trước. Em bất ngờ cho nên... Lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc chứ gì. Trời ơi. Đâu, lật người qua hai coi có bị trúng chỗ huyệt nào không? Em không có sao mà, em đâu có đau đâu mà hai lo. Lo sao không lo, ngồi đây, hai lấy thuốc nè. Hai. Ai da. Trời ơi, sao nhiều như vậy nè. Em hư quá à. Đánh lộn đánh lạo. Hai, khỏi sức đi, em đâu có sao đâu. Ngồi im để cho hai sức thuốc nó mới hết. Hai. Em đó nha. Tía mà biết được là em chết. Bởi vậy hai đừng có nói là em chết đó. Ủa mà nè, hai định đi tập văn nghệ hay sao mà mặc đồ mới đẹp quá vậy? Đồ mới đâu, đồ cũ mà. Hai hứa là bữa nay hai sẽ về sớm. Hai nè, em thấy anh Phùng tốt, mạnh mẽ, đáng mặt đàn ông lắm. Ý, nhắc tới anh Phùng em mới nhớ. Anh Phùng nói với em á là về nói với hai là hôm nay tập văn nghệ sớm hơn xíu á. Em quên nói với hai rồi. Vậy hả? Thiệt hả? Trời ơi, chết rồi. Đợi hai xíu, Ủa hai. Ủa, giờ này còn sớm, chưa có trễ mà làm gì hai lên quýnh lên vậy? Sao, thấy hai sao? Tại vì hai sợ anh Phùng chờ lâu á. Đâu có sao đâu. Nè, hai nấu cơm xong hết rồi đó. Lát nữa tía đi dạy về, em nhớ là dọn cho tía ăn nha. Em biết rồi. Thôi, hai đi đây. Hai. Sao dạo này hai điều dưới vậy ta? Có khi nào... Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hay quá. Em đã lột xác hoàn toàn rồi đó. Bây giờ em hát ở phòng trà Sài Thành còn được. Chứ nói chỉ là một đêm văn nghệ ở thôn quê. Dạ, anh chỉ nói cho em vui thôi, chứ em thấy em hát còn tệ lắm. Không đâu, anh nói thiệt đó. Anh không phải là người khen chê tùy tiện đâu. Em phải tự tin lên chứ. Dạ, nếu vậy em mừng lắm. Dạ, em cảm ơn anh đã bỏ công để dạy em bao ngày qua. Em đừng có khách sáo. Thôi, hôm nay mình tập luyện tới đây thôi nghe. Bây giờ mình nói chuyện khác đi. Chuyện khác là chuyện gì anh? Lên sân khấu là phải đẹp. Bộ em không nghĩ tới chuyện trang điểm hay sao? Trang điểm hả? Trang điểm là đánh phấn thoa son đúng không anh? Ca sĩ nào lên sân khấu thì cũng phải đẹp, cho nên là ai cũng phải trang điểm. Em cũng thích lắm, nhưng mà em không có biết trang điểm, mà cũng không có phấn son gì hết. Em đừng có lo, anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Cái gì vậy anh? Nè, đây là bộ trang điểm. Trời ơi, bộ trang điểm đẹp quá. Mà ở đâu anh Phùng có vậy? Hôm trước thằng Thành nó có dẫn anh đi chợ. Anh thấy bộ trang điểm này đẹp quá, anh mua liền. Em coi có thích không? Em nói em không biết trang điểm phải không? Vậy để anh trang điểm cho em xem nha. Anh Phùng thiệt là biết quan tâm tới người khác. Nè. Hả? Xuống đây coi, làm gì vậy?
Hiền rình gì vậy? Làm gì hiền rình cho hai tôi vậy? Em không phải rình, mà tại vì em muốn... Muốn cái gì? Thì muốn coi chị Hằng. Coi chị hai tôi hả? Ừ. Ủa mà nãy giờ thấy gì rồi? Chưa có thấy gì hết á. Chị sao không coi nữa đi? Vậy coi nha. Ừ. Ê, mà khoan mà khoan. Đứng cả buổi trời, không lẽ không thấy gì hả? Ờ, em thấy anh Phùng lấy ra cái hộp gì đó, rồi trét trét lên mặt chị Hằng. Trét gì? À, đánh má hồng. À, cái đó người ta gọi là trang điểm á. À, trang điểm giống mấy cô đào hát đúng không? Ủa mà nè, muốn coi á, thì vô trong đó mà coi. Làm gì đứng đây rình 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 vậy? Mình á, với anh Phùng là người quen, anh đâu có đuổi đâu mà lo. Nhưng mà vô đó coi làm sao thấy được. Thấy... thấy gì? Thấy anh Phùng có thích chị Hằng không đó. À, chị Hằng á, vừa đẹp nè, vừa hát hay nè, anh Phùng thích á cũng là chuyện bình thường thôi, có gì đâu mà lạ. Nhưng mà em không muốn anh Phùng thích chị Hằng. Tại sao? Tại anh Thành của em thích chị Hằng rồi. Cái gì? Anh Thành thích chị Hằng hả? Trời ơi, im cái miệng đi. Anh làm gì mà la lớn dữ vậy? Anh Thành thích á, mà không muốn cho ai biết hết á. Ồ, thiệt hả? Ừ. Sao Hiền biết? Lấy mắt nhìn là biết rồi. Mà anh thích chị hai, anh thích anh Thành hay thích anh Phùng? Anh nào cũng được. Anh Thành với anh Phùng, anh nào cũng tốt hết đó. Nhưng mà em chỉ thích anh Thành với chị Hằng thôi. Ủa, sao vô duyên quá vậy? Có quyền gì mà nói như vậy? Tại anh Thành quen chị Hằng trước mà. Hai người còn ở cùng quê với nhau nữa. Ủa, mà thì sao? Chị hai nói hả? Tình yêu giống như là xét đánh gì đó. Quen trước hay là quen sau không có thành vấn đề, hiểu không? Nhưng mà em thích anh Thành với chị Hằng. Anh Phùng. Anh Thành. Shhh, nhỏ nhỏ thôi. Thôi Hiền ở đây đi, tôi lên coi. Đứng yên đây nha. Nhưng mà... là em đây hả? Sao lạ quá vậy anh? Cái này là anh chỉ mới trang điểm sơ sơ thôi. Ngày mai khi diễn thật, anh sẽ trang điểm kỹ hơn, lúc đó còn đẹp hơn nữa. Đẹp quá à? Em thích lắm. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh xui như vậy sao? Anh không có chịu đâu. Vậy em phải cảm ơn anh sao anh mới chịu? Không được rồi, cái này á không để con Hiền thấy được đâu. Nó mà thấy á là chị hai chết luôn đó. Nhanh lên coi, anh không xuống là em lên đó. Im lặng coi. Chị hai, chị hai, hai 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 hai. Thôi, thằng Tử nó tới rồi, em phải đi về đây. Trời, em chưa coi được cái gì hết á. Về nhanh lên, tía kêu kìa, nhanh lên. Hai về. Đi nhanh lên. Làm gì nhìn con dữ vậy? Con lấy đâu ra cái thứ son phấn này mà trét đầy mặt vậy hả? Tía đã cấm con không được đụng tới nó mà.
Tí đừng có hiểu lầm, là của anh Phùng cho con. Ảnh nói lên sân khấu là phải trang điểm cho đẹp. À, anh Phùng á, ảnh còn dạy con trang điểm nữa đó tía. Tía à, tía thấy con đẹp không tía? Đẹp cái gì mà đẹp? Ba cái thứ xanh xanh đỏ đỏ này đi vô bôi hết đi. Tía à, con có thấy loẹt loẹt gì đâu, con thấy đẹp mà tía. Tía đã nói là không đẹp là không đẹp, đi vô bôi ngay, lẹ lên. Còn nếu không, ở nhà không có đi đâu ca hát hết. Nhưng mà anh Phùng nói ca sĩ nào lên sân khấu cũng phải trang điểm hết đó tía. Con sanh cái tật dám cãi lời tía hồi nào vậy hả? Dạ con không có dám cãi lời tía. Con đi bôi liền. Nhưng mà tía, con có chuyện này muốn thưa với tía. Chuyện gì hả? Tía à, tía cho con mượn cái áo dài của má bận để đi hát được không tía? Áo dài gì? Bả còn cái áo dài nào trong nhà đâu mà cho mượn? Dạ con, con thấy cái áo dài màu đỏ của má đó tía. Áo dài đỏ nào? Cái áo dài đỏ mà tía cất chung với hộp phấn á tía. Tía ơi, tía cho con mượn, con bận để đi hát nha tía. Không có được. Sao vậy tía? Con hứa là con mượn bận một lần rồi con giặt sạch sẽ con trả lại à. Dạ con biết là tía rất quý cái áo đó, cho nên là con sẽ không làm hư đâu, tía yên tâm. Không được đi. Tía đã nói là không được. Cái áo đó là cái áo cưới của má con. Con là con gái chưa chồng, con mặc vô nó sẽ mất duyên, con hiểu chưa? Vậy thì con mặc cái gì hát bây giờ hả tía? Con còn mấy cái áo bà ba mới may đó, sao không lấy mặc? Bà ba thì ngày nào con cũng bận, con muốn là mình nhìn ngộ ngộ xíu khi mà lên sân khấu á tía. Tía nhất quyết không cho mượn cái áo đó. Con mặc gì à, tùy con, đừng có nài nỉ tía nữa. Dạ thưa thầy, con mới qua. Ờ, hiện đó hả con? Con tới tìm thầy có chuyện gì không? Dạ, anh Tiến Thành kêu con đem áo dài qua cho chị Hằng mặc. Anh con biểu là đưa cái này cho thầy xem, nếu được thì cho chị mặc á thầy. Trò Thành may áo dài cho con Lệ Hằng. Dạ. Làm sao mà Trò Thành có số đo của Lệ Hằng được? Dạ. Đưa thầy coi. Dạ, anh Thành biểu con qua cái tiệm may đồ chị Hằng thường may để xin số đo cho ảnh. Thầy xem được thì cho chị Hằng mặc nha. Đi, Mở lên, đúng rồi. Sao? Dạ coi. Mày đứng lên đi. Gì hai? Hai cái gì? Đi ra ngoài kia. Đi ra. Cắn chết đi nó. Ra đây cho tao. Cắn chết nó. Mày chơi cái gì? Mày treo xuồng cái chợ đất mướn của mày là vậy đó hả? Ai kêu gì tới đây chị? Tao đi bắt quả tang mày đá gà đó được không? Hả? Bao nhiêu lần đưa tiền cho mày làm ăn, lúc nào cũng la thua lỗ, là cúng tiền vô mấy con gà này phải không? Hả? Trời ơi, con gà của tôi. Ở đây, tới đây. Con gà mày nó mang đi rồi. Bây giờ mày chung tiền cho tao. Cũng tại vì không đó. Tự nhiên tới làm gì? Vừa lòng chưa? Lẹ lên. Ê. Rồi. Về, bữa khác. Ê, gặp chưa? Mày ngày mai chơi tiếp nha. Chầu lớn đó. Ừ, sợ mày sao chơi mày. Nè, cái tiền đó là tiền tao đưa cho mày trả tiền phân cho chị Năm Vinh. Mà sao mày không trả cho người ta? À, nó còn không trả. Ngày hôm qua con tới nhà chị Năm, nhà chị Năm đóng cửa. Rồi sao? Bây giờ trả. Tiền đâu mà đủ? Kệ tôi đi. Vì lo xa quá à. Khi khổng khi không tới đây làm gì? Phá đám. Rồi đi đâu đó? Mày còn chiếc xuồng ở đâu? Trời đất ơi, cái thằng này. Sao? Kính thưa nội, thưa ba má, mấy dì, các chú, các bác và bà con gần xa, hôm nay á là lễ mừng thọ của bà nội con. Con xin được mời bà nội con lên đây để tụi con
kính gửi đến nội những món quà thật ý nghĩa. Má lên đi. Dạ mời nội. Cảm ơn con. Rồi, à được rồi, để má ngồi. Và bây giờ con xin được mời ba má. Lên đi em. À, dạ, tụi con chúc má sống lâu trăm tuổi, phúc thọ an khang. Dạ. Ừ, má cảm ơn hai con. Má, má cũng có một chút lộc, má lì xì cho hai con để làm ăn cho nó hên. Dạ con cảm ơn má. Này của con. Dạ cảm ơn má. Cảm ơn hai con. Hôm nay ngày thượng thọ của bà Hội, chúng tôi xin chúc bà bách niên gia lão, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi bên con cháu. Dạ cảm ơn thầy. Chúng tôi có món quà tặng bà Hội. Cảm ơn cô Hai Tím. Dạ. Tôi có một chút lộc gửi đến thầy để cho nó may mắn, xin thầy nhận cho. Dạ cảm ơn bà Hội. Còn cái này của cô Hai Tím. Dạ cảm ơn bà Hội. Thầy à, chút nữa nhờ thầy đại diện lên đây phát biểu, rồi nhận tiền của các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho mấy đứa nhỏ học trò ở lớp học sân đình của mình đó thầy. Dạ thưa bà Hội, nhận thì tôi nhận cho mấy đứa học trò nó vui, chứ phát biểu thì bà Hội phát biểu mới đúng chứ. À dạ không đâu thầy, dĩ nhiên là tôi sẽ phát biểu ở trong phần mừng thọ mà. Còn phần ủng hộ của các mạnh thường quân, tôi nghĩ không ai khác hơn ngoài thầy đâu. Thầy đừng có ngại nha. Dạ. Dạ. Sao cháu cưng của nội? Nhân ngày lễ mừng thọ, con chúc bà nội dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Ồ, cháu cưng của bà nội giỏi quá. Con cũng chúc bà Hội sống lâu với con cháu. Ừ. Đâu để bà nội hôn con cái coi. Cảm ơn con. Con nữa nè. Cảm ơn con. Bà nội cũng có chúc lộc lì xì cho mấy con. Dạ. Của con. Con cảm ơn. Dạ, con cảm ơn bà Hội. À. Thôi em xuống. Bà. Hôm nay là lễ mừng thọ bà nội. Con có một món quà, kính chúc bà nội nhiều sức khỏe và sống lâu trăm tuổi. À, dạ. À, con. Đây là quà của con. À nội cảm ơn con. Dạ thưa bà Hội, lần đầu con được về quê chơi. À. Và cũng là lần đầu con được dự lễ mừng thọ của bà. Con thật là hạnh phúc và xúc động. Con có một món quà nhỏ gửi tặng cho bà. Và con chúc cho bà luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Chúc bà sống lâu trăm tuổi. Bà cũng cảm ơn con. Dạ. Tiện đây bà cũng có chút lộc, bà lì xì cho các con để cho nó may mắn. Của con. Cảm ơn bà nội. Dạ. À, cảm ơn hai con nghe. Dạ chào bà. Dạ chào bà. Hôm nay như ngày mừng thọ của bà Hội. Dạ. Kính thưa bà nội, ba má và tất cả bà con, nhân lễ mừng thọ của bà nội con, chúng con có chuẩn bị một món quà tinh thần để mừng thọ nội. Sau đây là ca khúc Ơn Nghĩa Sinh Thành sẽ do Lễ Hằng trình bày ạ. Tới mình được rồi, tự tin lên, đã có anh bên cạnh mà. Ủa sao em còn đứng đây? Phụng ra sân khấu được kìa. Sao em thấy hồi hộp quá à? Mà có đông người không vậy anh? Có tí em ở dưới nữa, em sợ em hát không hay tí la em nữa.
Không sao đâu, tự tin lên đi. Anh tin á là em hát sẽ hay. Hôm nay em đẹp lắm. Nha, tự tin lên. Ủa sao bữa nay thấy con Hằng nó lạ quá. Thầy Thành thì mặt khéo sân con. Dáng lệ Hằng mặc áo dài đẹp thiệt đó. Con nhỏ hát hay thiệt, y như má nó ngày xưa. Mà mau lớn thiệt chứ, mới đây đã thành thiếu nữ rồi. Chị Hằng hát hay quá ha, y như ca sĩ thiệt luôn á. Chứ sao, mai mốt đó nha, chắc chắn chị Hằng sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Đừng có cho chị làm ca sĩ khổ lắm. Ủa, là ca sĩ nổi tiếng mà, phải sướng chứ sao khổ. Má em nói á, làm ca sĩ là sướng ca vô loài, là không có chung thủy. Thôi, lo coi đi. Chị hát rất vui, bà không chê là tôi mừng lắm rồi. Dạ. Dạ. Cha con tôi không dám nhận lời cảm ơn của bà đâu. Thật ra ý tưởng này là do Trò Thành nghĩ ra đó bà. Cháu Hằng càng lớn càng đẹp, lại hát hay nữa. Tôi nghĩ chắc thầy cũng sớm gả thôi. Dạ anh quá khen. Con Hằng nó còn nhỏ lắm, cưới hỏi gì anh. Dạ, con nhỏ cũng gần 18 tuổi rồi, không nhỏ lắm đâu anh. Hồi tôi bằng tuổi con bé, tôi đã lấy ông nhà tôi rồi đó. Dạ thưa chị, nhìn nó vậy thôi chứ nó còn dại lắm. Hai cái đứa này, nếu mà có nói thì cứ vô thẳng vấn đề đi. Cứ úp mở như vậy làm sao mà thầy hiểu được. Dạ. Thầy à, dạ. Nói gần nói xa, hôm qua nói thật. Dạ. Là cháu Hằng nó đã lọt vào mắt của thằng Thành nhà tôi rồi. Nên chúng tôi muốn đánh tiếng hỏi thầy. Nếu thầy chịu thì chúng tôi sẽ bước qua đó mà. Dạ chuyện này thì thưa bà, tôi biết nói ở đây thì cũng hơi đường đột, nhưng mà đây cũng chỉ là đánh tiếng trước thôi. Dạ. Nếu thầy chịu thì bên nhà tôi sẽ lên đình trà rượu, bước qua cho đúng lễ. Nhưng mà cháu nó còn nhỏ quá thưa bà. Dạ thưa thầy, chỉ là dạm hỏi thôi, có phải cưới đâu thầy. Đúng rồi đó thầy. Nếu thầy chấp thuận á thì hai gia đình mình giáp mặt trầu rượu rồi mới bỏ bông làm đám hỏi, coi như là đặt cọc và thông báo với họ hàng hai bên. Khi thằng Thành nó ra trường rồi á thì mình mới làm đám cưới. Tôi nói vậy thầy thấy có được không? Chẳng giấu gì bà hội với anh chị đây, thật lòng thì tôi rất mến Trò Thành. Nhưng mà chuyện này là chuyện trăm năm, tôi cũng cần phải dò ý cháu Hằng một chút. Trước giờ thì tôi thấy hai đứa nó cũng thân nhau lắm, nên tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu. Ờ mà thôi, chuyện này để nói sau đi, có chuyện gì để từ từ về nhà mình tính. Dạ. Bây giờ nghe cháu nó hát đi. Cháu nó hát hay quá.